một số thuật ngữ crypto hữu ích cho nhà đầu tư. Bạn là người mới chập chững bước chân vào thị trường crypto. Bạn đang cảm thấy hoang mang trước những thuật ngữ lạ ở trong thị trường. Bạn đang gặp khó khăn khi nghe các chuyên gia nói chuyện với một loạt các thuật ngữ khó hiểu. Đừng lo lắng, Farm Trading sẽ giúp bạn gỡ rối mớ hỗn độn này để bạn có thể dễ dàng tìm hiểu thị trường hơn. Trong video này, Farm Trading sẽ cùng các bạn đào sâu vào thế giới của các thuật ngữ crypto và mình sẽ giải thích chúng một cách dễ hiểu để bạn có thêm nhiều kiến thức crypto và tự tin hơn khi tham gia vào các cuộc thảo luận về các chủ đề liên quan đến crypto. Hãy xem ngay video để không bỏ lỡ bất kỳ thuật ngữ nào quan trọng nhé. Farm Trading. Để giúp các bạn phân biệt được các loại coin và xác định đúng nhóm coin phù hợp với chiến lược đầu tư của các bạn, thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về các nhóm coin nhé. Thông thường, người ta sẽ dựa vào vốn hóa thị trường của dự án để xếp loại những đồng coin vào các nhóm là Top Coin, Low Cap Coin, Mid Cap Coin và Coin Rack. Top Coin là các đồng coin có vốn hóa thị trường từ 1 tỷ USD trở lên và khối lượng giao dịch 24 giờ trên 100 triệu. Những đồng coin thuộc nhóm này là những đồng coin có tiềm năng tăng trưởng và có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường. Những dự án thuộc Top Coin thường được đánh giá là an toàn với tiềm năng phát triển cao và có ứng dụng thực tế rõ ràng, nên giảm thiểu được rủi ro về lừa đảo trong cộng đồng. Điều này làm cho nhóm này trở thành sự lựa chọn lý tưởng của các nhà đầu tư ưa chuộng chiến lược dài hạn và tích lũy. Tuy nhiên, với những nhà đầu tư có nguồn vốn nhỏ và ưa thích chiến lược đầu tư ngắn hạn hoặc lướt sóng, Top Coin có thể không phải là sự lựa chọn phù hợp, vì sự ổn định và tính dài hạn của Top Coin có thể không đáp ứng được nhu cầu muốn kiếm lời nhanh chóng của họ. Mid Cap Coin là nhóm đồng coin có vốn hóa thị trường dao động từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ USD và khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng vài chục triệu đô. Mid Cap Coin thu hút sự chú ý chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng ổn định và có mức tăng trưởng mạnh hơn các loại Top Coin. Mid Cap Coin có tính an toàn và dễ tiếp cận nên chúng thường được các nhà đầu tư mới lựa chọn. Tuy nhiên, vì thị trường tiền điện tử luôn biến động không ngừng, việc lựa chọn thời điểm đầu tư trở nên quan trọng để tận dụng tối đa tiềm năng tăng trưởng của Mid Cap Coin. Điều này đặt ra yêu cầu cao về kỹ năng đánh giá thị trường và quản lý rủi ro cho những nhà đầu tư tham gia vào nhóm này. Low Cap Coin là nhóm coin có vốn hóa thị trường thấp, thường dưới 100 triệu đô và khối lượng giao dịch bé, chỉ vài trăm nghìn đô hoặc là ít hơn. Những dự án thuộc Low Cap Coin có thể mang lại lợi nhuận cao trong thời gian ngắn với biên độ dao động lớn. Ngoài ra, thanh khoản của các đồng coin này cũng khá nhỏ nên bạn có thể gặp phải tình trạng trượt giá lớn. Với nhóm coin này, nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư nhỏ hoặc vốn ít sẽ chú ý đến nhóm này với mong muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Bên cạnh lợi nhuận hấp dẫn, dự án Low Cap Coin cũng đi kèm với sự rủi ro cao. Điều này đặt ra yêu cầu cao về việc quản lý rủi ro và nhà đầu tư nên đặt stop loss để bảo vệ lợi nhuận, tránh các trường hợp không lường trước được. Và cuối cùng là coin rác. Đây là nhóm những loại coin mới và nhận được ít sự chú ý từ cộng đồng. Vốn hóa thị trường của nhóm này khá thấp, chỉ vài trăm nghìn đô và khối lượng giao dịch 24 giờ rất bé, chỉ vài chục đô. Những đồng coin này thường được ít người chú ý và đầu tư. Tuy nhiên, khi coin này được list trên các sàn lớn thì giá trị của nó sẽ tăng rất nhanh, có thể là x10, x50, x100, x200 hay thậm chí là x1000 lần. Tuy nhiên, đi kèm với những lợi nhuận khủng của coin rác thì rủi ro xung quanh nó cũng lớn. Vì vậy, các nhà đầu tư phải trang bị cho mình kiến thức và các kỹ năng phân tích để tìm điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh phù hợp. Về thông tin của các nhóm coin thì bạn có thể tìm kiếm trong CoinMarketCap. Đây là danh sách top 100 các loại tiền điện tử theo vốn hóa thị trường mà CoinMarketCap đã thống kê ra. Các bạn có thể thấy ở trang đầu tiên đa số là top coin với vốn hóa khủng. Có những coin vốn hóa lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ đô như Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB, Solana, v.v. Lướt tiếp xuống phần phía dưới là các đồng coin midcap. Trang 2, trang 3 cũng sẽ là nhóm của coin midcap. Các trang còn lại thì đa số thuộc nhóm coin low cap hay là coin rác. Trong thị trường có rất nhiều đồng coin đã được sinh ra với vốn hóa rất nhỏ nhưng sau một thời gian đã vươn lên mid cap hay thậm chí là top cap. Trong đó có nhiều đồng coin nổi tiếng như Bitcoin, từ một đồng coin có giá trị thấp vào năm 2009 mà nay đã trở nên thành đồng coin có giá trị nhất thế giới. Hay Solana, một đồng coin mới ra mắt vào năm 2020 nhưng với tốc độ phát triển nhanh chóng, Son đã nhanh chóng lên coin mid cap và hiện tại nó đã có mặt trong hàng top coin. Về coin rác thì có rất nhiều coin, đặc biệt là những coin thuộc meme coin tăng trưởng khá nhanh. Thậm chí có những coin có mức vốn hóa tăng lên đến hàng tỷ đô. Trong năm 2023, có nhiều meme coin đã tăng mạnh chỉ sau vài tháng như là PP coin, Pon, SAS, v.v. Tuy nhiên, cũng có một số coin rác được sinh ra để lừa đảo tiền nhà đầu tư và sẽ biến mất sau một vài tháng hình thành, ví dụ như con Squid Game. Nhìn chung thì trong 4 nhóm coin kể trên thì mỗi nhóm sẽ có ưu điểm và nhược điểm riêng. Vì vậy, bạn hãy phân tích kỹ các nhóm coin để tìm ra coin phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn. Đặc biệt, nếu bạn đầu tư vào nhóm low cap coin và coin rác thì nên cẩn thận quan sát, tìm hiểu kỹ dự án đó để không bị mất hết tài sản. Thị trường crypto đầy rẫy những cạm bẫy mà nhiều trader thường xuyên phải đối mặt và một trong những kịch bản đau lòng nhất là đu đỉnh. Đu đỉnh xảy ra khi nhà đầu tư mua một đồng coin hoặc token với mức giá cao, sau đó giá bị tụt xuống khiến họ không kịp bán. Đối mặt với tình huống này, một số nhà đầu tư có nguồn vốn nhàn rỗi quyết định giữ chặt coin của mình và hy vọng rằng giá sẽ quay lại. Tuy nhiên, có những người, đặc biệt là những ai sử dụng vốn vay mượn hoặc tiền sinh hoạt, phải đối mặt với quyết định khó khăn là chấp nhận cắt lỗ để bảo vệ phần còn lại của vốn đầu tư.
Vì vậy, khi đầu tư, chúng ta nên sử dụng tiền nhàn rỗi để tránh tình trạng phải bán tháo tài sản khi giá giảm xuống. Bán đáy là khi nhà đầu tư thực hiện việc bán tháo vì lo ngại rằng giá của đồng coin sẽ tiếp tục giảm sau một chuỗi giảm mạnh. Tuy nhiên, thực tế ở thời điểm này thường là lúc mà đồng coin đang hình thành một đáy và chuẩn bị cho một đợt tăng giá mới. Tiếp theo là Diamond Hand, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là bàn tay kim cương. Thuật ngữ này thường được sử dụng để mô tả việc giữ chặt đồng coin mà không bán ra, bất kể giá tăng hay giảm, chỉ thực hiện bán khi giá đạt mức mục tiêu đã đặt ra. Hiểu đơn giản, khi bạn mua một đồng coin với giá 1 đô, bạn đặt ra mục tiêu chốt lời khi giá đạt 10 đô. Bạn sẽ giữ mãi mục tiêu này dù giá có tăng lên đến 2 đô, 5 đô hay 8 đô, bạn chỉ quyết định bán khi giá đạt 10 đô. Trong trường hợp này, Diamond Hand thể hiện sự kiên nhẫn và quyết đoán của bạn khi đối mặt với các tác động ngắn hạn của thị trường. Hold, chỉ việc mua và nắm giữ đồng coin. Trong cộng đồng, các trader thường sử dụng từ HODL thay cho từ HOLD. Thuật ngữ hold xuất phát từ một bài viết trên diễn đàn Bitcoin Talk vào năm 2013. Ngay sau sự giảm giá đột ngột của Bitcoin do ảnh hưởng từ chính phủ Trung Quốc, một thành viên của diễn đàn là GameKuYubi đã đăng bài với tiêu đề I am holding, thể hiện quan điểm kiên nhẫn trước biến động của thị trường và mong muốn giữ tài sản trong tương lai dù có những rủi ro đầu tư không may mắn. Hold to die là một thuật ngữ khá phổ biến trong cộng đồng nhà đầu tư tài chính, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử. Thuật ngữ này dùng để chỉ các nhà đầu tư kiên quyết nắm giữ đồng coin của mình và không bán cho dù giá coin có biến động lên xuống như thế nào, vì họ kỳ vọng sẽ tăng giá trở lại. Bắt rau rơi là tiếng lóng ám chỉ việc mua coin khi giá đã giảm mạnh nhằm bắt đáy với kỳ vọng hưởng lợi nhuận khi giá tăng trở lại trong tương lai. Tuy nhiên, giá có thể tiếp tục lao xuống và các nhà đầu tư có thể đối mặt với rủi ro lớn như một chiếc dao đâm thủng tay. Vì vậy, đối với những nhà đầu tư mới, không nên dấn thân vào việc bắt rau rơi mà hãy kiên nhẫn chờ đợi thời điểm phù hợp để mua vào. Mặc dù có thể phải chấp nhận mức giá cao hơn, nhưng điều này sẽ mang lại sự an toàn hơn so với việc mạo hiểm để bắt rau rơi. To the moon là cụm từ dùng để mô tả việc giá của một đồng coin tăng nhanh vượt sức tưởng tượng so với hiện tại và giá sẽ vượt đỉnh trước đó tới mặt trăng. When Lambo là từ viết tắt When will you buy a Lamborghini? Dịch sang tiếng Việt là khi nào thì mua được xe Lamborghini, hay có thể hiểu là khi nào bạn giàu. Thuật ngữ này thường được cộng đồng Tradecoin ở nước ngoài sử dụng. Shieldcoin là thuật ngữ phổ biến trong thị trường crypto. Nó đề cập đến những chiến lược tiếp thị coin một cách quá mức và thổi phồng giá trị của đồng coin đó để thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Thông thường, những người có tầm ảnh hưởng như những người nổi tiếng sẽ được các dự án thuê để quảng bá cho đồng coin đó, nhằm mục đích nâng giá trị đồng coin đó lên, khiến cho nhiều nhà đầu tư mua vào và giá coin sẽ được đẩy lên cao. Việc quảng bá sẽ được thực hiện dưới nhiều hình thức, nhưng mục đích chung của chúng là lan truyền các tin tức tốt về đồng coin như là coin này tiềm năng lắm, coin này sẽ sớm X10, coin này có DEF giỏi, coin này được nhiều quỹ lớn quan tâm, vân vân. Đa số trường hợp sau khi nhà đầu tư đổ vốn vào mua các đồng coin thì giá đồng coin sẽ giảm xuống nhanh chóng, khiến họ mất hết tài sản, tương tự như thuật ngữ rag. Rag được dùng để chỉ tình trạng khi trader bị thua lỗ, chia 2 hoặc chia 3, hoặc là mất trắng tài sản khi giá giảm mạnh. Hiểu nôm na trong tiếng Việt thì có nghĩa là toàn. Rug pull là một chiến thuật lừa đảo phổ biến ở trong thị trường crypto. Nó diễn ra khi các nhà phát triển bất ngờ từ bỏ dự án, rút toàn bộ thanh khoản và bỏ trốn cùng với số tiền đầu tư khi dự án đã thu hút được nhiều nhà đầu tư và nguồn vốn. Rug pull thường xảy ra trong DeFi, nơi mà token được tạo ra và niêm yết trên các sàn DEX khá dễ dàng mà không cần phải KYC hay là AML. ICO là từ viết tắt của Initial Coin Offering, có nghĩa là lần phát hành coin đầu tiên. Đây là một phương pháp để dự án có thể huy động vốn trong thế giới tiền điện tử. Các dự án sẽ tạo ra token trên blockchain để bán cho những người ủng hộ sớm trong giai đoạn đầu để thu hút nguồn vốn. Hình thức này tương tự như thuật ngữ IPO, Initial Public Offering, dùng để chỉ một cổ phiếu của một công ty được phát hành lần đầu và bán cho các nhà đầu tư. ICO đã được triển khai lần đầu bởi dự án Ethereum vào năm 2014, mặc dù sau đó nó ít được sử dụng. Nhưng đến năm 2017, ICO đã trở nên phổ biến và được nhiều startup áp dụng rộng rãi để gọi vốn cho các dự án liên quan đến công nghệ blockchain. IDO hay Initial DEX Offering là hình thức gọi vốn của các dự án mới thông qua bán token hoặc coin trên các sàn giao dịch phi tập trung. Hình thức IDO được sinh ra để khắc phục những hạn chế của mô hình huy động vốn truyền thống ICO. Một số sàn DEX cung cấp dịch vụ IDO như là Binance DEX, PolkaStarter và Uniswap. IEO là viết tắt của Initial Exchange Offerings, một quy trình phát hành token hay coin lần đầu trên các sàn giao dịch tập trung, ví dụ như là Binance. Trong mô hình này, các dự án có thể trực tiếp chào bán token của họ trên sàn cho những người tham gia cá nhân. IEO mang lại lợi ích cho cả hai bên. Các sàn giao dịch sẽ thay mặt cho những chủ sở hữu dự án hoặc người phát hành token gọi vốn, và các sàn sẽ nhận được một khoản phí niêm yết và đôi khi là một phần doanh số bán token. IGO là viết tắt của Initial Game Offering. Đây là một xu hướng mới độc đáo trong thế giới tiền điện tử. Được hiểu như là một dạng phát hành đồng coin, ICO tương tự như các khái niệm ICO hay là IDO. Tuy nhiên, điểm khác biệt quan trọng nhất của IGO là nó được sử dụng cho các dự án liên quan đến gaming, NFT base hoặc những token được sử dụng làm đồng tiền và phần thưởng trong các trò chơi của dự án. Chúng ta đã khám phá xong các thuật ngữ crypto cơ bản. Có thể coi đây là những bước đầu tiên để các bạn tiến đến gần hơn với thị trường crypto. Với những người mới bắt đầu, các bạn nên tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu thêm nhiều thuật ngữ để hiểu được chúng và áp dụng chúng ở trong thị trường crypto.
Việc nắm bắt nhiều thuật ngữ không chỉ giúp nâng cao kiến thức cá nhân mà còn tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đầu tư, phát triển dự án và giao tiếp hàng ngày với đông đảo cộng đồng blockchain. Với những người đã có kinh nghiệm, hãy tiếp tục đóng góp ý kiến của mình để lan truyền các kiến thức và đưa ra các hướng dẫn crypto để cộng đồng ngày càng lớn mạnh hơn. Nếu các bạn biết thêm thuật ngữ nào hay ho, thú vị khác thì có thể comment ở bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Ngoài việc học hỏi thêm các thuật ngữ thì việc cập nhật thông tin, các dự án tiềm năng cùng với các kiến thức mới trong thị trường crypto là điều khá quan trọng với cộng đồng crypto. Vì vậy, hãy tham gia kênh channel của Farm Trading trên Telegram để nắm được các kiến thức từ tổng quát đến chi tiết ở trong thị trường crypto nhé. Ngoài ra, nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng và giao dịch và tăng tỷ lệ thắng, hãy tham gia kênh giao dịch crypto tỷ lệ thắng cao. Link các nhóm đã có sẵn ở phần mô tả bên dưới video. Bạn chỉ cần click vào đường link ở trong phần mô tả bên dưới video này. Hãy cùng giao lưu, chia sẻ và học hỏi thêm để trở thành những trader thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên thả like video để ủng hộ Farm Trading. Ngoài ra, Farm Trading cũng thường xuyên đăng tải các video hữu ích để chia sẻ kiến thức cùng với những thông tin mới nhất từ thị trường crypto. Vì vậy, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các tin tức quan trọng.